Xin chào các bạn, tôi là Tố Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước á, có cái video tôi hướng dẫn các bạn vẽ chân dung cái cô gái này rồi, bằng cái phần mềm Corel Raw 2019. Thì bây giờ video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái chân dung của một người khác bằng cái phần mềm Illustrator nha, Illustrator CC 2020. Thì những cái phần mềm này nó vẽ thực ra nó tương tự nhau bạn, nó tương tự như thôi. Thì nãy tôi mới giờ lên trên mạng á, thì tôi tính kiếm một cái nhân vật nam nào đó để tôi vẽ. Hồi nãy tôi vẽ nữ rồi, giờ tôi vẽ nhân vật nam. Thì tôi thấy Hà Trấn Thành thì chắc nhiều người biết đến, thì tôi vẽ cái anh Trấn Thành đi. Rồi, tôi vẽ nha bạn. Thì đầu tiên các bạn nhập cái file ảnh tôi vào đây. Thì tôi nghĩ cái nhân vật này chắc danh hài này chắc các bạn biết nhiều nè, nên tôi vẽ cho các bạn dễ liên tưởng hơn. Tại vì tôi vẽ cái nhân vật nữ rồi, giờ này tôi vẽ nhân vật nam nữa cho nó đủ, cho các bạn biết cái cách vẽ như thế nào á. Rồi thì bạn tải về lên trên mạng, tải về cái gương mặt này. Tại vì tôi thấy gương mặt này cái độ sáng tối nó cũng hài hòa nè, nhưng mà cái bức ảnh này nó hơi nhỏ một tí, cái size của nó hơi nhỏ một tí. Rồi giờ anh ta vẽ thôi. Đầu tiên thì vẽ cũng dễ lắm bạn, vẽ thôi. Rồi tôi bấm to lên. Vẽ thì thực ra tôi nói các bạn là nó tương tự như bên cái phần mềm Corel thôi. Những cái phần mềm vẽ vector thì nó na ná như thôi, không có gì khó hết. Rồi ta sẽ sử dụng đa số là công cụ Pen Tool, chữ P phở đây, Pen Tool để vẽ. Thì bạn nào chưa biết sử dụng cái công cụ này thì xem những video trước tôi hướng dẫn trong Illustrator ha, từ CC 2017 cho đến 2020. Rồi vẽ thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ vẽ cái lông mày trước. Bức ảnh này do tôi lấy cái độ phân giải nó không được tốt, các bạn thấy chưa, nó bể điểm ảnh nhiều quá, nhìn nó không được đẹp đây. Rồi kệ đi, lỡ rồi dễ luôn đi. Lỡ là đẹp dễ luôn. Lưu ý khi vẽ quên vô này hoài, tôi quên này, ta phải chỉnh cái ok rồi, chỉnh cái này trước. Hay sử như ta sẽ chỉnh là không chọn Google Pen nè, chỉnh là không viền. Rồi còn cái nền đó thì bằng để màu đen cũng được, nhưng mà thông thường thì sau này thì chúng ta sẽ bỏ cái phần viền các bạn, bỏ cái đa số chúng ta sẽ bỏ viền, ta chỉ để cái màu thôi. Nghệ sĩ giờ tôi làm gì vậy? Tôi cho một cái màu nâu đi ha, tôi thích cái màu nâu hơn. Nền này tôi cho cái màu hơi nâu đi, nâu đậm hơn chút nữa. Đâu tiêu rồi. Mặt này ra nữa thì nó nhỏ lắm, màn hình chúng ta nhìn thấy nhỏ lắm mà. Bên đây thì giao diện tôi xài ít RGB, bạn hãy chọn RGB nè. Hãy chọn RGB. Rồi. Lít vô đây cho nhanh đi, quên rồi chứ. Chứ hơi nâu tí đi. Rồi ok. Rồi ta vẽ lại nha. Là trót đây. Viền nó màu đen đi. Rồi ok. Hoặc là màu vàng cũng được các bạn. Ta làm một cái màu nổi đi rồi chút chúng ta ta sửa lại sao. Ví dụ gì đi ha. Rồi không viền luôn đi. Không nền chứ, xin lỗi, không nền đi. Rồi như thế này. Tại tôi sử dụng Corel nhiều hơn. Kinh khủng quá. Nó hơi lớn rồi. Tôi cho cái mức khoảng nhỏ thôi, đường highlight thôi, 0.25. Tại cái bức hình này tôi lấy trên mạng các bạn, nên nó độ phân giải nó thấp lắm, thấp nhỏ tí à. Rồi. Nè, tôi phóng to lên mình thấy độ phân giải nhỏ tí à. Rồi rồi cứ vẽ đi. Thôi cái này, cái phần này đúng ra ta cứ tô màu viền đi bạn. Rồi ta cho cái một cái màu nâu giống như nãy đi, nâu đậm đi. Rồi nâu đậm như thế này đi. Nó mất tiêu rồi. Rồi ok, như này đi. Rồi ta vẽ thêm một cái
cái mi mắt nữa, một cái nữa bạn, vẽ như thế này rồi vẽ nhanh thôi để tránh mất thời gian ta, như thế này, như thế này. Rồi ở đây ta sẽ vẽ tiếp tục tới cái mi mắt dưới. Cái bức ảnh nó mờ quá ta, nó mờ quá, nhìn chúng ta vẽ chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn không có nhìn thấy được cái chính xác của cái nét vẽ bạn, nó mờ quá. Vô tôi lấy trên mạng á, thường thường những cái này thì các bạn nên nên lấy bức ảnh ở đâu đó của bạn á, nó dễ hơn. Rồi bạn thấy chưa, còn thứ tự hiển thị thì bạn thấy bật ở đây nè, bạn chọn thứ tự hiển thị. Rồi xem đó, rồi ta sẽ có thể vẽ cái con mắt ha, hoặc là các bạn có thể vẽ cái phần nền trước đi. Cái này bạn hãy cho nó phím tắt để thứ tự hiển thị, và bằng control với dấu ngoặc vuông á, control ngoặc vuông, thấy chưa, thì nó sẽ ngoặc vuông thì con cái lên cái xuống đó, bạn nhấp vô ngoặc vuông thì bạn sẽ biết thôi. Rồi chúng bạn có thể thêm cái con mắt bên trong, hoặc là vẽ luôn cái tròng mắt đi, sử dụng công cụ pen tròng trắng trước đi rồi mới tròng đen bên trong. Tròng trắng thì thôi tròng đen chơi, tròng trắng đi. Rồi tròng trắng thì đầu tiên thì các bạn cứ vẽ áp hết cái này, mà không được mà vẽ hồi bạn mất tiêu cái hình sao, nên thôi đi tôi vẽ cái tròng đen trước đi. Rồi tôi sẽ vẽ tròng đen giữ cái hình tròn đây. Đây tròng đen ở đây nè, ok chân thành tròng đen là cái này luôn ha, sao nó mắt chân thành nó hí dữ rồi. Mà nó giờ đây nè, cái bức ảnh này nó nhỏ quá, nó nhỏ quá các bạn. Rồi như thế này đi. Rồi sau đó là chúng ta có thể thêm cái ủa sao nãy nó không tô màu ta. Rồi bạn có thể thêm cái tròng đen trong nữa, Ctrl C, Ctrl F, rồi thu nhỏ lại giữa như thế này, như thế này. Rồi chúng ta sẽ thêm hai cái tròng trắng nhỏ bên trong nữa, Ctrl C, Ctrl F, đây nó nhỏ thôi bạn, không cần quá lớn đâu. Cái hình này tôi làm hơi bị quá nhỏ luôn rồi bạn, hơi bị quá nhỏ luôn rồi. Rồi Ctrl C, Ctrl F thêm một cái nhỏ nhỏ bên trong nữa, cái này nhỏ hơn tí nữa. Nhỏ quá, tôi chỉ chuyển từng pixel mà thấy nó di chuyển sai vậy là người ta biết là cái hình chúng ta nhỏ lắm rồi đó. Nhỏ dữ lắm luôn. Rồi sao nữa, xong rồi thì các bạn cái hình bên ngoài nè, các bạn có thể cho nó bị cắt đi bạn, cái vòng tròn này nè bạn, cho nó bị cắt đi. Thì cắt bằng cách là bạn vẽ một cái phần bên ngoài để nó cắt cái này, vẽ một cái gì đó bên ngoài để nó cắt cái này, thì bạn vẽ cái gì. Rồi ta sẽ vẽ nó bị cắt nha. Chúng ta sẽ lấy cái phần bỏ cái phần dao nha, ta sẽ bỏ cái phần dao đại khái gì thôi. Rồi bỏ phần dao đi, rồi bạn chọn cái này nè với chọn cái này, sau đó bạn chọn tùy chọn là hai cái này với cái này, cái trên cắt cái dưới gì đó. Tôi cho tô màu đi các bạn dễ thấy. Màu trắng đúng không? Cái này cho nó màu đen đi bạn. Rồi còn hai cái bên trong mình ta cho cái tròng màu đen luôn đi bạn, màu trắng chứ. Ý. Đây nè, bạn cho sử dụng cái công cụ hút màu này đi cho nhanh, không chọn gì hết, hút màu này. Rồi chữ phím Ctrl+S tích vô đây nó sẽ là ok. Rồi xong rồi thì những cái này bạn không muốn ở viền thì bạn quét chọn nó, quên cái bức ảnh này tôi sẽ khóa lại đi. Đấy, thôi tôi quét chọn dính nó, tôi sẽ chọn hết những cái này, tôi sẽ bỏ cái phần chốt, bạn thấy chưa đó. Rồi ý quên nữa, tự nhiên tao bỏ trì, tao chưa cắt cái con mắt nữa, tao chọn cái này với cái này tao cắt nè bạn.
thì ta con mắt là dưới cái này phải không? Rồi hai cái cắt nhau, rồi cái dưới cắt cái trên gì đó. Ủa đâu mất tiêu rồi, cái này với cái này. Rồi thì nó cắt rồi đó, nhưng mà giờ chúng ta sẽ cho thứ tự hiển thị cho nó nằm bên dưới đi, con mắt này nè. Ta control dưới này, rồi bạn thấy chưa, ok đó. Rồi ta quét chọn lại cái này, ta cho nó bỏ cái phần short đi, cái phần này bạn nó vậy thôi, ok rồi thấy chưa. Ồ nhưng mà nó cái trồng mà gì tự nhiên tôi quên lộn, ở ngoài là cái trồng trắng này, trồng đen, trong là trồng xanh, trồng đen, lộn. Ngoài đây là trồng trắng nè, đây là trồng xanh này, trồng đen. Thì cái này là cái trồng ta cho tô màu chuyển sắc đi. Đối với phần mềm này thì nó chuyển sắc là gradient nè, chữ G á. Thì ta sẽ cho tô đây. Tô màu chuyển sắc đây. Rồi bạn lít một cái, sau đó bạn bạn định hướng nó lại. Cái rotate ở đây đâu tiêu rồi. Cái gradient của tôi đâu rồi? Đây gradient đây. Thì tôi cho màu gì? Màu gì thường thì tôi cho màu màu xanh với màu đậm này bạn. Ở đây tôi cho màu ít đâu tiêu rồi. Cho một cái màu xanh bằng xanh hay nhạt như gì? Hoặc là xanh thì các bạn đây. Bạn cho nó đi rồi sau đó các bạn sẽ cho nó hơi độ trong suốt lại. Tôi kéo cái này lên coi, cái cửa sổ này nhỏ quá. Độ trong suốt thì tôi cho nó hơi mờ tí các bạn, hơi mờ tí này, hơi rõ quá rồi, nó hơi mờ tí. Còn cái hướng nữa, cái hướng thì tôi sẽ cho nó xây cái hướng khác đi, hướng như thế nào, từ dưới lên đó. Phần trên đây thì tôi cho nó, vẫn cho nó một cái màu đen. Thật ra cái này chúng ta không lấy màu đen đâu, ta cho nó màu hơi đậm đậm tí cũng được. Cái này ta cho màu nó hơi đậm đậm nâu nâu giống như cái con rồi màu nâu như thế này. Đó, ok ha. Rồi cái con này nó phải nằm dưới cái lông mày nữa bạn. Ta cho nó xuống dưới tiếp, control với dấu này. Rồi ok, nhìn từ xa nè, thấy chưa. Con mắt nó cũng còn hơi to, đúng ra cái lông mày ta sẽ cho nó mí mắt đó, nó cho nó dày lên tí. Còn hai cái này chúng ta cũng bạn nên cho nó trong suốt tí các bạn. Độ trong suốt á, bạn cho nó hơi mờ tí, opacity á, cho nó chuyển sắc cũng được, mà thôi tôi làm biến nó cho nó hơi mờ mờ tí là ok rồi. Mờ mờ chút rồi nói gì đó, ok. Cái mi mắt này nó trường hợp nó hơi nhỏ đúng không, lúc nào tôi cũng vẽ cái này thường hay bị nhỏ lắm. Tôi sẽ cho shift C ok rồi. Cái chức năng là shift C đúng không? Hay là tự nhiên tôi nhấn cái nó bị lỗi gì không biết. Không mà chấn chữ A, chữ A thì di chuyển vị trí nó, cho nó hơi lố vô mắt tí, cho cảm giác con mắt nó nhỏ tí. Còn cái bờ mi trên đây cũng vậy đó, bạn hãy chọn đây cho nó xích xuống tí. Cho cái chọn những cái điểm neo nè. Nó cho nó cảm giác con mắt nó nhỏ lại chứ nãy nó bự quá. Thấy chưa? Nhìn nó nhỏ lại cho nó ok hơn. Rồi cái phần lông mi này tôi cảm thấy nó hơi dài quá thì bạn hơi ngắn lại bạn. Tôi cho nó ngắn lại tí, tôi vẽ nó hơi bị dài quá nhìn nó. Nó sát con mắt thôi. Và nó hơi nhỏ tí, nhấn phím A đây cho nó nhỏ tí. Rồi xong. Bạn thấy chưa, đơn giản như thôi. Rồi thì chúng ta tới cái phần lông mày đi, chưa nữa ta còn cái phần nền trắng ở trong nữa. Nền trắng ở trong thì bạn sẽ vẽ cho tôi cái gì, cái nền trắng trước rồi bao quanh hết cái con mắt chúng ta luôn nha. Thì để chúng ta được cái nền trắng ở bên trong á. Vậy thôi. Cái này cái nền trắng nè, thì bạn click vô cái phần fill này cho nó màu trắng. Cần chia bên đây, bạn lít bên đây cũng được nè. Nó ta lít bên đây đi. Nhưng mà tôi cái màn hình nó nhỏ nên tôi có thể là nhỏ ẩn này đi. Rồi sau đó tôi control với cho nó đi xuống. Thấy chưa, nó xuống dưới cùng luôn bạn. Đó
Ok, nó lên trên này thôi, nó trên được cái bức tranh ta, cái image. Rồi tiếp theo cái chồng trắng thì chúng ta phải có một cái bước trung gian để chuyển tiếp là bạn. Thì tôi sử dụng bước trung gian là tôi vẽ thêm một lần nữa cho nó có cảm giác giống như là nó thường người ta làm tới 3 lớp luôn bạn. Nhưng người ta làm tới mức độ mà chuyển tiếp đó là tới 3 lần luôn như thế này. Rồi như thế này. Đó. Rồi sau đó các bạn hãy cho một cái màu trắng nhưng mà cái màu này nó hơi bị ngã màu một tí. Cái màu trắng đó, nó hơi bị ngã ngã xuống tí, nói chung là không 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 quá trắng, chỉ hơi vừa vừa như thế này đây, thấy chưa? Rồi bạn hãy thử thử cho nó làm phía dưới coi sao, nó thế thế đó, thấy chưa? Mà ta làm 2-3 lớp kìa bạn ơi, chứ này ta làm lớp này cũng còn hơi nhiều. Mà muốn cho nó này to hơn thì bạn phải là chỉnh cái này cho nó to hơn tí, nhấn chữ A bạn lít vô từng điểm neo nè, bạn nó chỉnh lại tí. Thấy chưa? Nhấn như chữ A, bạn chọn từng cái điểm neo á, bạn cho chỉnh là những cái điểm này cho nó bự hay nhỏ đó thì tùy các bạn. Đó là cái cách chúng ta sáng tạo. Đó. Cảm thấy ok rồi thì bạn ơi, thấy chưa? Nhìn nó bớt sáng hơn. Ok. Đó. Rồi ok gì nha. Còn ở chỗ này ta quên nó, lúc nào cái con mắt chúng ta cái chỗ này nó sẽ là cái một cái màu đỏ các bạn. Bạn xẹt xuống cho tôi như thế này. Rồi, cái này chúng ta sẽ đặt gắn cho nó một cái màu đỏ. Đỏ bạn. Đỏ cũng vừa vừa thôi, đỏ hơi hơi thôi. Như thế này. Đỏ vừa vừa thôi, ok. Rồi. Sau đó các bạn có thể là cho nó nằm ở bên dưới. Nó, gì đó. Thấy chưa? Ok. Rồi bên đây thì các bạn làm tương tự như thế. Thì các bạn nào làm biến thì có thể là copy qua, lật ngược lại. Nếu con mắt nó không có thay đổi nhiều, còn nếu nó không thay đổi nhiều thì bạn copy qua cho nhanh, làm biến á, rồi làm biến á thì bạn hãy làm vậy, ok ha. Sẽ giờ tôi thử tôi copy qua coi nó có gì không. Tôi làm biến á, Ctrl C nè, Ctrl F nè, rồi sau đó tôi nó tôi di chuyển qua, quên nữa. Ta nhấn lật lại thử đây. Nhấn chuột phải trên form, nhấn lật là relax, lật cái phương ngang, review. Ok, nãy tôi quên nó, ta làm gì cho nhanh luôn, cần chi cần cho ép. Rồi chọn này thử, rotate thử đây. Thấy chưa? Tôi làm biến, tôi dùng luôn cho nhanh. Nếu cảm thấy nó ok rồi thì chúng ta không cần sửa gì nhiều. Còn các bạn thấy nó không được đẹp thì chúng ta sửa lại. Thấy chưa? Đúng là chúng ta phải vẽ lại nha bạn. Cái chỗ mắt này nó hơi không được tròn nè, chỗ này nó không bị không ok nè. Chỗ này nó dài. Thôi rồi. Thấy chưa? Nó phải dài xuống thu như vậy thì nó mới ok. Ở giữa đây nè. Rồi, một chút thôi, không nên dày quá. Còn bên đây hình như là con mắt tôi làm hơi mà hơi bị có màu xanh này đúng không? Mắt tôi làm hơi có màu xanh rồi. Thì các bạn này bạn hãy chọn nó tô màu lại bạn. Tô cái màu lại cho nó hơi nhạt lên tí. Nó, gì thì trông tự nhiên hơn. Ok. Thì chúng ta làm rồi chúng ta cứ sửa thôi, làm tới đâu sửa tới đó. Bên đây cũng vậy, ta sẽ chọn cái này để ta sẽ vẽ tô màu lại. Gradient là chữ G. Nó. Ok ha. Rồi thì cái phần lông mày đi, cái phần chân cái gì, cái chân mắt nè, cái chân chim á, vết chân chim á, bạn muốn bạn vẽ thêm nữa cũng được, vẽ cái phần lông mày nha. Lông mày thì cái này nè, lông mày thì vẽ 1-2 đường nhọn như thế này. Lưu ý là lúc nào cũng vậy, tôi quên vụ phần chỉnh trước cái màu nè. Thì cái này tôi cứ cho nó đại là một màu đen hay gì đi. Rồi còn bên trong thì tôi cứ cho nó có cái đường viền lên, tăng này lên 1 nấc, đại khái gì đi. Rồi chúng ta sẽ cho một số cái nó nhỏ nhỏ như này một chút, chúng ta cũng bỏ cái phần viền rồi các bạn ơi, bởi cũng không có quan trọng quá đâu. Đây ừ.
cho một vài cái ở đầu với một vài cái cuối gì nè bạn, cho trông nó trông nó cho nó đẹp thôi. Chứ làm quá rồi nó ra bạn làm đi rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa sao. Tao chọn này tao bỏ viền thử, nãy tao vẽ khỏi viền cũng được, quên đó. Thấy chưa, nó vẽ khỏi viền luôn. Và cái tôi thường tôi không thích màu đen các bạn, cái màu tôi chỉ thích là khoảng màu như nâu nâu như thế này thôi, màu đen nó nhìn nó không thích, nó đen quá không thích, tôi chỉ muốn nó khoảng lúc nào gì nó hơi nâu nâu gì thôi tôi thích thôi. Thấy chưa, hơi cong lên đây tí, chân mày hơi chân mày tướng cong lên tí nhìn nó đẹp hơn đó. Chỗ này trường hợp tôi thấy nó hơi bị xa rời quá thì tôi chọn đây nhấn chữ A, tôi chọn những cái điểm này tôi sẽ vô ý, tôi lít vô cái điểm này nè, cái điểm này tôi sẽ cho nó gần lại tí, nó tạo cảm giác gần lại chứ xa quá nhìn nó không không đẹp. Ok, nói như vậy thôi, thấy chưa, một ít thôi, tạo cảm giác một ít, giống như là cái chân tóc nó hơi thưa thưa tí thôi. Đây cũng vậy nè, chữ A ý, chữ A chọn đúng một điểm thôi, nhấp vô điểm đó, bạn cho những cái khoảng hở nó ngắn lại bạn, đừng cho nó xa quá nhìn nó không đẹp. Rồi chỉnh sửa một tí thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái lông mày bên đây. Thì cái gì cũng vậy, bạn làm chăm chút thì nó đẹp thôi, nhưng mà nó mất thời gian. Cái đây thì một vài cái cọng lông mày á, nó tươi tươi ở đây nè. Ý, ta sẽ phóng to nhỏ nhỏ tí. Đây ta sẽ làm riêng, ta sẽ có nhiều kiểu bạn mô phỏng cái lông mày lắm. Có thể là bạn sẽ làm một vài cái riêng như thế này, như là nó tách rời riêng á. Thấy chưa? Hoặc là có kiểu bạn làm dính liền luôn được, tùy theo cái cách chúng ta làm thôi. Tôi ví dụ như sử như này, tôi sẽ làm cho nó đâu mất tiêu rồi. Tôi sẽ làm cho nó lông mày nó riêng như thế này nha. Như là cái này nó một ít lông mày nó bị riêng ra. Vẽ ban đầu là vẽ cái hình xéo lên, bạn nãy tôi quên tôi vẽ xéo xéo ngang như thế này thì nó hơi xấu. Lỡ rồi thôi đi. Cho nó tí tí nhỏ nhỏ là ok rồi. Xéo từ dưới xéo lên như này bạn, cái góc khoảng mấy độ á, xéo như này thì đẹp hơn. Rồi tôi ví dụ hay một ít thôi. Rồi tôi vẽ một cái khác tương tự vậy ở sát nó, ở cạnh nó luôn. Nó mất tiêu rồi. Cái file hình chúng ta nó bị bể nhiều quá. Nguyên nhân nó bị bể nhiều quá nên chúng ta làm nó hơi bị khó. Rồi chúng ta cứ làm đi, thì một hồi nó không được chính xác thì chúng ta sẽ sửa lại. Bạn thấy chưa, trường hợp này nè, ta sẽ sửa lại, nhấn chữ A vô đây, bạn sửa lại cái đường cong nó như thế này, chỗ này cho sâu xuống tí, và cái chỗ này chúng ta có thể là thêm, trường hợp các bạn thấy đây không ok thì bạn click vô đây nè, bạn thêm những cái gọi là điểm neo. Thêm những điểm neo là click chữ B đúng không, B, sau đó bạn nhấn cái chữ A để chọn những cái điểm này, bạn di chuyển. Ok, phóng to lên. Thường lúc ta vẽ luôn thì nó dễ hơn là khi ta sửa bạn. Sửa lại nó mất thời gian lắm. Nó mất tiêu rồi. Đây nè, giả sử như giờ tôi sẽ vẽ lại từ cái khúc này nè. Ở đâu đó ta chỉnh ở đây. Rồi tới đâu đó chúng ta sẽ cho nó một chút như thế này. Rồi. Đại khái nó cũng nhỏ thôi nên người ta cũng không có thấy gì nhiều đâu, thấy chưa? Cái này bạn thấy hơi nhọn quá thì bạn hãy chỉnh lại tỉ mỉ một tí thì nó đẹp thôi. Đó, vậy thôi. Rồi, hào hào vậy thôi. Rồi ok ha. Thì, cái chỗ này sao nó tự nhiên nó bị tư tư ra nhìn kỳ quá. Chúng ta không nên cho cái khoảng trống nhiều quá, chúng ta cho nó sát lại. Rồi lại khá gì đi. Ok. Rồi, sao giống lông mày nữ quá. Cái con mắt giống mắt nữ quá, cái lòng lông mi ít quá. Rồi sao nữa? Cái này thì chúng ta tới cái gì đây? Tới cái mũi đi.
Con mắt này đúng ra nó phải hơi to hơn chút nữa đúng không? Tôi làm thấy nó hơi nhỏ nhỏ sao? Cái phần này là cái phần chân chim nè. Cái phần này nữa ta tính sao? Rồi, vẽ cái lỗ mũi tới đây. Tới cái lỗ mũi thì bạn sẽ vẽ cho tôi cái công cụ pen ở đây. Vẽ hai cái lỗ mũi nè, chỗ này nè, chỗ tối nè. Đây, tôi xuất phát từ đây nha. Tới đây. Rồi, sau đó tốn tới đây. Ok. Nhìn được không ta? Đại khái như vậy đi. Ảnh nó cũng hơi mờ chút. Chắc không có vấn đề. Ảnh nó hơi mờ nên hơi khó tí. Còn bên đây. Bên đây thì cái ảnh này nó xấu quá, xóa đi. Cái này nó chỗ này nó bị bể nhiều quá nên chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn không có ra được cái nét các bạn. Xấu quá. Rồi như thế này. Rồi, còn cái mũi này thì các bạn hãy vẽ thêm cái này là cái nói giữa cái này với cái này. Cái này ta xích tới đây tí đi. Xích tới đây tí. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ đây một cái đường cong. Ok, đó thấy chưa? nó hơi dày quá. Chữ A đâu? Cho nó hơi nhỏ lại tí. Nhỏ thôi bạn. Bự quá nhìn nó lộ lắm. Xấu. Rồi ok đi. Ok, cái này nó hơi bị lệch. Nó phải cong lên tay. Cái hình này tao để nhỏ quá. Rồi. Cái này chúng ta có thể là thì bạn Ctrl E đúng không? Cái mũi này hơi nhọn tí nữa mới đẹp bạn ơi. Ta xóa đi. Rồi, ok. Ta có thể vẽ một cái lần đen như thế này. Nó cách điệu như thế thôi. Rồi. Bây giờ cách điệu thôi rồi chúng ta sẽ sửa theo. Rồi ta sẽ thêm hai cái sống hai cái vành mũi cái hai bên đó cho nó xong đi. Rồi như thế này. Nấu tiêu rồi. Đó, vậy thôi. Rồi một cái ở giữa đây. Một cái ở đây. Hơi bị lố rồi đúng không? Hơi bị dày quá rồi. Đó. Ok. Hơi bị lố quá rồi. Ta cho mỏng lại tí. Ok. Rồi ta thêm đây thử. Tạo cái điểm gãy đây. Số môi đây. Ok, rồi ta tạm tắt thử. Rồi cũng tạm được các bạn. Đây nó hơi xấu một tí. Rồi sau đó ta sẽ tới cái đây nó hơi xấu một tí. Nó hơi dài mà nó xấu nữa. Rồi để tôi vẽ cái này nó hơi dày dày một tí các bạn. Hơi dày dày một tí rồi chúng ta cong lên là được rồi. Đó, gì được rồi. Ok. Rồi, như vậy đi.
Rồi người ta nữa gì người ta chỉnh sao cũng được. Chứ chỉnh hồi nó mất thời gian người ta lắm. Mất thời gian người ta lắm. Rồi đại khái gì đi. Rồi thì chúng ta tới gì đó. Chúng ta sẽ tới cái phần môi với phần răng nè. Phần môi với phần răng nha. Thì qua video sau đi, video này cũng tương đối dài rồi. Tôi tạm ngưng video này đi nha. Qua video sau ta sẽ giải tiếp cái môi với cái răng.